thứ vũ khí nhỏ bé, chỉ dài hơn gang tay, nhưng lại có thể gây ra sự tàn phá kinh hoàng đến mức khiến cả những người lính kỳ cựu nhất cũng phải rùng mình. Đây không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng hay câu chuyện hư cấu. Đó chính là loại mìn đã được sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, nơi mà những trận chiến khốc liệt nhất lịch sử hiện đại đã diễn ra. Bạn có cảm thấy lạnh sống lưng không khi biết rằng loại mìn này đã từng khiến những cánh rừng yên bình trở thành cơn ác mộng kinh hoàng cho bất kỳ ai vô tình chạm phải? Trong trận thung lũng Idrang năm 1965, nơi mà từng bước chân đều có thể là bước cuối cùng, loại mìn này đã xuất hiện như một sự cứu rỗi cho lính Mỹ. Một khoảnh khắc, chỉ một tích tắc sơ sẩy, mìn sẽ nổ tung, gửi đi hàng nghìn mảnh kim loại sắc nhọn, xé toạc không khí và cơ thể người trong phạm vi hàng trăm mét. Những người lính Việt Nam, dù có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, cũng không thể ngờ rằng mình đang phải đối mặt với một thứ vũ khí khủng khiếp đến thế. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là, sau hơn nửa thế kỷ, loại mìn này không những không biến mất, mà còn tiếp tục được sử dụng trong các cuộc chiến hiện đại. Các đồng minh của Mỹ ngày nay vẫn dựa vào nó như một thứ vũ khí lợi hại, một công cụ chiến đấu không thể thay thế. Hãy tưởng tượng bạn là một người lính đang chiến đấu trên chiến trường, mỗi bước đi đều có thể là bước cuối cùng của mình, bởi không ai biết được loại mìn này đang nằm ở đâu, sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào. Điều gì khiến loại mìn này có thể khiến người ta sởn gai ốc như vậy? Chính là sức mạnh khủng khiếp ẩn chứa bên trong sự nhỏ bé, là sự vô hình nhưng nỗi ám ảnh không bao giờ có thể xóa nhòa đối với bất kỳ chứng kiến sự tàn phá của nó. Bạn đã sẵn sàng để biết thêm về thứ vũ khí này chưa? Hay bạn đang cảm thấy một chút run sợ trước cái tên đã từng gieo rắc nỗi kinh hoàng trên những chiến trường đẫm máu? Cảm ơn bạn đã lắng nghe bản tin của lớp Nha Trang. Nếu bạn thấy nội dung hữu ích và thú vị, hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi và hấp dẫn nhất. Chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến cho bạn những thông tin mới nhất và chân thực nhất. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.